và nói tới BTC đó thì à, hôm nay là một trong những ngày mà chúng ta nói tới hàng năm đó chính là ngày Bitcoin Pizza Day. À, thì đây là một cái ngày mà kỷ niệm à, cái người mà đã dùng 10.000 BTC để mà đổi hai cái bánh pizza. đây là câu chuyện rất nổi tiếng. thường nghĩ là những bài nào tham gia thì crypto thì cũng đã nghe và thậm chí đã nghe nhiều lần rồi. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ về một góc nhìn khác nữa các bạn Đầu tiên hết á, thì chúng ta hãy nhìn thấy được đây là giá của BTC ngày Bitcoin Pizza hàng năm Thì giá của BTC tuy là các bạn thấy là so với năm 2021 đó thì giá bây giờ đã giảm so với 2 năm trước Nhưng mà chúng ta thấy được là đã tăng so với lại cái chu kỳ năm 2018 cho đến năm 2020 và ta tăng nhiều so với lại chu kỳ trước đó nữa là năm 2015 tới năm 2017. Thì nói tới Bitcoin Pizza đây đó thì ngoài việc là các bạn biết là cái à, người này đã dùng 10.000 BTC để mua hai chiếc bánh pizza và chi tiết hơn đó là mua hai chiếc bánh pizza từ Papa John's người mà mình nhìn thấy trên màn hình đó. Đây là một người có tên là Laszlo Hayek ở Florida. Thì người này làm sao dùng BTC để mà mua pizza được Mà đây là ngày nào các bạn có biết không Đây chính là ngày 22 tháng 5 năm 2010 ở Florida Cách đây 13 năm rồi các bạn thì làm sao có thể mua được hai chiếc bánh pizza này dùng BTC thì thật ra không phải mua trực tiếp đâu các bạn à, thường thấy có một số người nói là người này gọi điện thoại tới Papa John mua trực tiếp là không phải đâu người này đã lên trên một cái Bitcoin forum và hỏi là có ai muốn đổi hai chiếc bánh pizza để lấy 10.000 BTC hay là không và có nghĩa là người này sẽ gửi người đó 10.000 BTC người đó sẽ mua hai chiếc bánh pizza rồi gửi tới địa chỉ này à, và cuối cùng đã có một người chấp nhận các bạn đó chính là người mà các bạn nhìn thấy trên màn hình đó đây là Jeremy Sturdivant Jeremy Sturdivant là người mà đã đồng ý gọi điện thoại tới cái chỗ pizza gần nhà của Laszlo rồi order hai chiếc pizza rồi có lấy 10.000 BTC và sau đó chúng ta đã biết đây là một câu chuyện mà được nói đến thường xuyên có người thì cười Laszlo nói là wow đổi 10.000 BTC đáng giá bây giờ lên tới khoảng chừng là 273 triệu đô la ngày hôm nay Chỉ đổi lấy hai chiếc bánh pizza thôi thì đáng tiếc quá Nhưng mà thật ra câu chuyện nó, nó không có phải đơn giản gì đâu để hơn chia sẻ thêm để các bạn hiểu thì Tại sao lại có người này là Laszlo Hanyex Người này tại sao lại có 10.000 BTC hay là không biết người này có bao nhiêu BTC thì đó Nhưng mà lại có cái số lượng BTC nhiều như vậy thì để bạn hiểu rõ hơn đó, đây là một người lập trình viên đã cống hiến và mạng lưới BTC từ những ngày đầu tiên và đây cũng là một người mà đã chạy những cái máy đào BTC khi xưa các bạn chỉ cần máy laptop thôi máy vi tính là đào BTC được rồi và cũng rất là hiệu quả và người này đã có được số lượng BTC này là nhờ đào BTC thời điểm đó và thật ra đó Laszlo cũng là một trong những người mà đã trò chuyện với lại Satoshi cũng vài lần các bạn và trước đây đó khi mà bắt đầu thì Satoshi đã bắt đầu mở mã nguồn của BTC mọi người có thể là bắt đầu đào sử dụng cái máy vi tính bình thường của bạn sử dụng cái CPU đó rồi sau này đó người ta đã nghĩ ra là sử dụng GPU như là cao đầu họa đó thì đào hiệu quả hơn và Laszlo là một trong những người đã đào sử dụng GPU và đã đào được rất nhiều BTC rất là hiệu quả rồi sau đó đã chia sẻ với lại Satoshi thì uh, Satoshi uh, đương nhiên là không có thích cái điều này tại vì thời điểm đó nó khiến cho cái hệ thống của BTC nó có một cái sự gọi là không được cân bằng các bạn, có người sử dụng CPU, người sử dụng GPU uh, và đương nhiên một bên thì đào rất nhiều BTC, bên kia thì hầu như uh, giải mã bài toán rất là chậm dẫn đến là nó không được cân bằng và sau đó đó thì Satoshi đã nói với Laslo là có thể dùng 10.000 BTC này để mà quyên góp cho người khác để cho hệ thống nó được một cái sự phân phối nhiều hơn chứ nếu không thì sẽ có một số người họ sẽ ôm rất nhiều BTC tại vì họ đào rất là hiệu quả và đó cũng là bắt đầu của câu chuyện này các bạn thì Laslo ngoại trừ việc là tặng cho người khác đó thì người này nói là người này sẽ đổi 10.000 BTC cho hai chiếc bánh pizza thì coi cũng là một cách để mà phân phối cái số lượng BTC này cho nhiều người hơn chứ không có ở một mình thì đây là cái sự khởi đầu của câu chuyện Bitcoin pizza đó các bạn và sau này các bạn đã biết là không còn sử dụng GPU nữa mà bây giờ các bạn muốn đào BTC hiệu quả nó phải có những cái máy ASIC để đào giống như là những cái xưởng đào hiện bây giờ và nói tới Laszlo đó thì mọi người đều muốn biết là cái người mà đã hỗ trợ Laszlo để mà mua hai chiếc bánh pizza đó Jeremy Sullivan thì còn giữ số lượng đó hay là không? thì đáng tiếc là không, các bạn. Người này nói là người này cũng như Laszlo khi mà có 10.000 BTC đó thì sau này cũng đã sử dụng để mà mua này mua kia, cho nên không còn lưu trữ cái số lượng đó nữa. Và cả hai người khi được phỏng vấn đó, thì nói là hoàn toàn không có bất cứ một cái sự hối hận nào với quyết định của mình, tại vì thời điểm đó đâu ai biết được BTC sau này là sao, các bạn. Và nhiều người cho là đây là cái giao dịch đầu tiên có giá trị thực sự của BTC trước đó là một khái niệm cái ngày mà Laszlo bỏ 10.000 pizza đổi ra một cái vật chất thật thì ngày đó BTC đã có giá trị rồi và giá trị phải từ đó mà có chứ nếu như mà không ai sử dụng mãi mãi gì đó thì BTC giá trị từ đầu mà ra đó là cái lập luận của rất nhiều người và không đồng ý các bạn cho nên đây là một cái câu chuyện mà chúng ta nên nghĩ đến như là một cái dấu ấn lịch sử của BTC hơn là đáng tiếc quá 10.000 Bitcoin thì bây giờ đáng giá bao nhiêu tiền nếu các bạn nghĩ như vậy đó thì các bạn sẽ rất khó sau này chốt lời đổi Bitcoin, đổi crypto của mình ra để mà sống cuộc sống các bạn mong muốn. Thì cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là khi mà các bạn bắt đầu có ý định đầu tư và bắt đầu tìm hiểu để đầu tư thì đó đã là một cái sự lựa chọn rất quan trọng để mà cải tiến tài chính các bạn rồi và là một sự lựa chọn không hề đơn giản và không hề dễ các bạn. Tại vì không phải công thích đầu tư đâu, đầu tư là một cái sự hy sinh tại vì tiền đó thì ai cũng làm ra và có con số ấn định các bạn khi mà các bạn đã tạo ra tiền rồi thì các bạn phải có sự lựa chọn là các bạn sẽ dùng tiền đó để mà mua gì hay là để mà làm gì với số tiền đó các bạn dùng một đồng làm việc này các bạn sẽ không còn đồng đó làm việc khác cho nên khi các bạn đã quyết định đầu tư rồi đó thì đó là một cái sự hy sinh tại vì các bạn đầu tư thì các bạn sẽ không thể dùng tiền đó để mà đi chơi, để mà đi mua sắm, để mà đi cua ghệ vân vân. thì đó đã là một cái sự hy sinh, là một cái sự lựa chọn mà không ai cũng làm được. nhưng mà khi các bạn đầu tư và bắt đầu khi các bạn có được những cái thành tựu rồi đó, thì nhiều khi chúng ta lại quên đi lý do tại sao mà các bạn lại đầu tư. là các bạn cứ luôn bị cuốn hút bởi đầu tư để có thêm tiền, có thêm tiền, có thêm tiền. thì đương nhiên đó là lý do sao các bạn đầu tư. nhưng mà đầu tư là một phương tiện để các bạn đạt được mục đích mà thôi giống như mới đầu các bạn đầu tư tại vì các bạn uh, muốn xây một căn nhà các bạn muốn mua một căn nhà các bạn muốn uh, mua xe hay gì đó sau khi các bạn đã đạt được và thậm chí dược xa cái mong muốn của các bạn rồi thì nhiều người vẫn tiếp tục đầu tư mà họ quên đi lý do tại sao mà họ đã tham gia đầu tư những ngày đầu tiên và dẫn đến là họ cứ mãi mãi đầu tư các bạn và họ không có thể nào chút được lời và nhiều khi chúng ta thấy được những sự kiện đáng tiếc như là giá cả không như mong muốn những năm mà downtrend đó, đó thì tôi nghĩ là cái sự tiếc nói của các bạn sẽ nhiều hơn Laszlo Hayek khi mà ra quyết định là dùng 10.000 BTC để mà mua hai chiếc bánh pizza này. Đó là cái quan điểm cá nhân của thùng mà thôi. Nói chung đó thì các bạn cần phải có một cái sự cân bằng. Đương nhiên chúng ta không muốn đầu tư có lời rồi các bạn lấy hết tiền các bạn đầu tư ra để các bạn mua những cái mà không mang lại giá trị dài hạn cho các bạn. Cho nên cuối cùng đó, cân bằng vẫn là điều các bạn cần nên phải suy nghĩ đến. Chúng ta cũng luôn phải có một phần đầu tư, rồi một phần chúng ta dùng để thực hiện những cái ước mơ tại sao mà chúng ta tham gia đầu tư từ những ngày đầu tiên. Đó là quan điểm một điểm thông mà thôi. bạn nghĩ sao các bạn có thể comment ở bên dưới. Còn về quan điểm của tiền đó, thì đây là một trong những cái đề tài thường đã nói tới trong một video cách đây khoảng chừng một tháng các bạn. Tiền là gì? Giá trị là gì? Thật ra tiền hay là giá trị đây chỉ là một khái niệm mình thôi các bạn. Và chúng ta cũng đã từng nói tới một hòn đảo có tên là Stone Island Đây là hòn đảo mà có tiền đá các bạn Những cái tiền các bạn nhìn trên màn hình ở đây là những cái cá vôi Rồi họ khoét và có lỗ chính giữa như thế này Thời đại cổ xưa đó thì chúng ta được là có rất nhiều nền văn minh Họ có rất là nhiều loại tiền khác nhau Có nơi đó thì dùng giỏ ốc giỏ sò để mà làm tiền có nơi đó thì chúng ta được dùng nhiều loại kim loại khác nhau để mà làm tiền à, Và chúng ta có thể thấy được là ngay cả sau này đó Chúng ta nhìn thấy thời vua chúa chúng ta cũng có những cái tiền giấy, những cái hiện nhân người ta lưu trữ Nhưng mà chúng ta đã thấy được là tất cả những cái đó đều có chung một cái điểm đó Chính là tiền là một thứ chúng ta phải sờ được, cầm được và sở hữu được Cho nên khi mà những cái nhà kinh tế học đó họ tìm thấy được cái hòn đảo này thì cái sự hiểu biết của họ về tiền hoàn toàn thay đổi tại vì những hòn đá này đó rất là nặng không di chuyển được thì làm sao sử dụng các bạn chỉ đơn giản hòn đá này đó, chỉ để yên một chỗ mà thôi rồi những người ở trong cái hòn đảo này đó, thì người ta sẽ có những cái sổ cái ghi lại là hòn đá nào thuộc sổ của ai và khi mà chi tiêu đó thì chỉ là chi tiêu trên sổ cái mà thôi các bạn hòn đá hoàn toàn không có di chuyển thậm chí còn có một câu chuyện là có một cái đội họ đã qua một đảo khác để mà lấy thêm những hòn đá này về nhưng mà trên con đường về đó thì uh, gặp bão các bạn và cái thuyền bị chìm nhưng mà cho duy vậy đó cái thuyền bị chìm thì những hòn đá đó đã nằm dưới đáy biển nhưng mà họ cũng lưu lại số cái là dưới đáy biển có những hòn đá và hòn đá đó thuộc về ai và vẫn được xem như là tiền thì các bạn được đây là một cái khái niệm mà thôi miễn là cộng đồng chấp nhận thì nó có giá trị miễn là cộng đồng chấp nhận thì đó là tiền và đây là một cái khái niệm cực kỳ mới khi mà những cái người kinh tế học họ tìm được hòn đảo này khác xa với lại những cái chúng ta biết À, với những cái nền văn minh trước đây và thật ra các bạn suy nghĩ lại đó chúng ta nhìn vào BTC nó cũng là một khái niệm mà thôi các bạn Bitcoin chúng ta không cầm được chúng ta không sở hữu được nhưng mà nó vẫn có giá trị và giá trị đó đến từ giá trị chấp nhận của cộng đồng đến từ toán học đến từ cái sự tin tưởng của mọi người khi mà chấp nhận và sử dụng BTC và sự tin tưởng chấp nhận đó là đến từ một giao dịch đầu tiên 10.000 Bitcoin cho một pizza đó là điều tôi muốn chia sẻ trong ngày Bitcoin Pizza ngày hôm nay. Còn về Laszlo thì sao các bạn? Thật ra đây là một người mà rất nổi tiếng nhưng mà lại rất là ít xuất hiện các bạn. Một người mà nhiều người biết đến nhưng mà không phải là người mà uh, liên tục đi uh, phỏng vấn khắp nơi. Cái tấm hình gần nhất thường có thể kiếm được là đã là năm 2019 rồi và Laszlo là một những người mà cũng không có xuất hiện trên những sự kiện liên quan tới BTC. Không biết được là Laszlo bây giờ đã còn bao nhiêu BTC hay đã, đã chi tiêu hết rồi chúng ta hoàn toàn không có biết nhưng mà một điều chúng ta biết đó chính là ngày hôm nay đó lại có rất là nhiều những cái meme coin liên quan tới pizza day xuất hiện các bạn và cái số lượng xuất hiện rất là nhiều luôn nói chung đó thì trong ngày hôm nay thôi đã có 14 cái meme token liên quan tới pizza đây rồi và trong đó chúng ta có ít nhất là bốn token đã là lừa đảo đây là rất poor các bạn trong đó chúng ta có cái token pizza chúng ta có cái token bitcoin pizza pizza inu rất nhiều những cái đồng miêm không khác nhau các bạn và rất nhiều người đã mất tiền tại vì họ bỏ tiền vào những dự án này rồi có một số dự án là lừa đảo và mất tiền rồi tôi muốn cập nhật một số những tài liệu on chain với các bạn rồi sau đó tới một số những cái tin tức nổi bật trước khi kết thúc video này ngày hôm nay thì đầu tiên hết chúng ta nhìn vào tài liệu của classno thì các bạn thấy được là cái phần trăm có lời hiện bây giờ à, liên quan đến BTC đã dựa theo on-chain của classno là chúng ta đang ở mức là 65.04% BTC đang có lời hiện tại thì đây là cái mức coi như là trung bình các bạn và cái mức mà chúng ta muốn thấy chúng ta muốn thấy được là giá BTC đó tiếp tục có cái sự tăng trưởng hồi phục nhưng mà cái đường màu vàng này đó vẫn nằm chính giữa cái dùng màu đỏ và cái dùng màu xanh lá cây này thì uh, chúng ta thấy được đó mới là một điều tốt chúng ta không muốn cái đường màu vàng này tăng quá nhanh đi vào dùng màu đỏ đó chính là lúc mà có quá nhiều uh, btc có lời sẽ dẫn đến là giá sẽ đâm các bạn Như chúng ta thấy những đợt trước đây Và khi mà đi vào vùng màu xanh lá cây Thì các bạn đã biết đó là cái thời điểm tích lũy dài hạn Rất là hiếm khi mà cái đường màu cam này Đi vào vùng màu xanh lá cây Và chúng ta đã thấy điều đó xảy ra vào khoảng chừng là tháng 10 Tháng 11 của năm ngoái Và đó cũng được chia sẻ trên những mạng xã hội với các bạn rồi Rồi chúng ta nhìn theo một tài liệu Nó đó đó chính là NUPL Thì các bạn thấy được là NUPL Cũng đang ở mức coi như là trung bình các bạn NUPL chúng ta đang nằm ở cái dùng thấp của cái phần màu nâu này đó chính là optimism nghĩa là lạc quan các bạn chúng ta thì chúng ta đã à, từ cái dùng màu hồng là cái dùng capitulation có nghĩa là cái dùng chán nản rồi chúng ta đi vào cái dùng hy vọng đó chính là cái dùng màu cam trên màn hình chúng ta sau đó đi vào cái dùng màu nâu đó chính là cái dùng lạc quan hơn chúng ta muốn như là chỉ số mới đây liên quan tới phần trăm BTC đang có lời đó thì chúng ta muốn thấy là BTC nằm trong cái vùng này thậm chí là ở cái vùng màu cam nhưng mà giá tiếp tục có sự hồi phục chúng ta không muốn chỉ số NUPL này tăng quá nhanh nhất là khi mà đi vào cái vùng màu xanh lá cây nhưng mà gần đây thì có nhiều bạn nói là BTC sau khi tăng nhanh lên tới khoảng chừng 31 ngàn thì lại đẩy lùi trở xuống mà chúng ta gần đây cứ xoay quanh cái mức khoảng chừng 26, 27 ngàn đô hoài thì ai đang bán vậy thì như tôi đã chia sẻ trong một số video trước đây đó đơn vị mà chúng ta biết đang có dấu hiệu bán nhiều hơn bình thường đó chính là những thời đào các bạn đây là cái chỉ số MPI thì chỉ số này nó đo cái độ tương đối mà thôi có nghĩa là so với lại 12 tháng trước đó thì những cái thời đào bây giờ là họ bán nhiều hay là bán ít so với lại những gì mà họ đã bán trước đây thì hiện bây giờ đó mỗi lần mà chúng ta thấy được là cái chỉ số này tăng lên qua khỏi cái vùng màu đỏ chấm chấm này đó các bạn thấy được là chúng ta vừa thấy à, sự kiện nó xảy ra ngày 17 tháng 5 chúng ta thấy là trước đó nữa là ngày 27 tháng 4 trước đó nữa chúng ta có cái màu xanh này tăng rất là nhanh à, ngày 20 tháng 4 thì đây là những cái thời điểm mà chúng ta thấy là thợ đào có động thái bán và gần đây đó đó là một trên đơn vị mà chúng ta biết có động thái là chuyển BTC lên trên sàn để mà bán nhưng mà chúng ta đã thấy là cho dù như vậy hash rate tốc độ đào của BTC vẫn liên tục đạt đỉnh mới các bạn cái đường màu xanh các bạn thấy trên màn hình và đương nhiên btc tốc độ liên tục tăng thì các bạn thấy là độ khó đào cũng liên tục tăng theo các bạn không có dấu hiệu suy giảm thì tại sao mà thời đầu bán thì có nhiều lý do lắm các bạn không có một lý do nào hết có thể là họ à, nghĩ là giá bây giờ đã là giá tốt tại vì họ đã chờ đợi mấy tháng qua để có một sự hồi phục thì có thể đây là lúc mà họ bán để tích lũy một số tiền cần thiết lỡ như mà giá btc giảm xuống nữa thì họ vẫn có số tiền đó để tiếp tục kinh doanh và nếu như btc tăng nhanh hơn thì họ bán cái gì À, coi như đã có tiền kinh doanh và không cần bán sau này nữa chúng ta không biết chỉ biết là thời đào đã có động thái bán gần đây và chúng ta cũng thấy được cho dù như vậy đó thì à, chúng ta đã thấy là cái cái số lượng BTC trên sàn vẫn giảm xuống gần đây từ ngày 30 tháng 4 giảm cho tới ngày 14 tháng 5 các bạn và sau đó chúng ta đã thấy được là cái đường màu xanh này đại diện cho cái số lượng BTC trên sàn tăng nhẹ lên một chút có thể đó là dấu hiệu của một số thời đào gửi lên nhưng mà nói chung đó, chúng ta nhìn vào cái xu hướng của BTC thì vẫn đang là xu hướng giảm xuống các bạn càng ngày càng ít BDC trên sàn hơn và thường đã chia sẻ với các bạn khi mà chúng ta thấy cái nguồn cung ngày càng ít đi mà nguồn cầu tăng lên khi mà thị trường nóng trở lại nhiều người quan tâm đến hơn thì giá cả sẽ có một cái sự tăng nhanh đó là lòng tin của thuận và đây là cái dữ liệu liên quan đến dài hạn các bạn nó sẽ không có phản ảnh được giá cả hôm nay hay là ngày mai tại vì chúng ta thấy được là cung và cầu quyết định giá cả hiện bây giờ chúng ta có thể thấy được là cái số lượng btc trên sàn giảm xuống tại vì cái lực mua không có bằng cái lực bán thì đương nhiên chúng ta vẫn thấy là giá xạ sẽ không có cái sự tăng trưởng nhưng mà cái chúng ta nhìn đó chính là những người mà thu btc thì họ đem ra khỏi sàn các bạn đó là dấu hiệu của lưu trữ dài hạn chúng ta nhìn thấy được uh, liên quan đến những cái lệnh đòn bẩy của BTC thì sao? Thì chúng ta thấy được là những cái lệnh đòn bẩy đó thì sau khi chúng ta có một cái sự thanh lý ngày 1 tháng 4 lúc mà chúng ta nhìn thấy được là cái đường màu xanh dương này giảm xuống nhanh đó chính là dấu hiệu nhiều lệnh bị thanh lý thì sau đó cũng đi hàng ngang các bạn những lệnh đòn bẩy bây giờ cũng không có tăng nhanh trở lại vẫn thấp hơn so với lại ngày 12 tháng 4 nhưng mà một điều mà thường thấy được đó chính là cái phần trăm đòn bẩy sử dụng thì lại tăng lên gần đây các bạn có nghĩa là chúng ta thấy là từ ngày 25 tháng 4 cho đến bây giờ đó thì cái đường màu xanh này đã từ từ tăng ngược trở lên có nghĩa là chúng ta không có nhiều lệnh đòn bẩy trên thị trường hiện bây giờ nhưng mà những lệnh đòn bẩy bây giờ đó thì càng ngày lại càng sử dụng đòn bẩy nhiều hơn có thể tại vì giá cả đi hàng ngang trong vòng thời gian một hai tuần nay cho nên có thể là nhiều bạn cảm thấy nhàm chán và không muốn chờ đợi nữa cho nên muốn tăng cái phần trăm đòn bẩy lên để có lợi nhuận cao hơn Tôi không biết thuần chỉ thì chia sẻ với các bạn đây là những tài liệu mà Thuận nhìn thấy được từ tiếp tục mà thôi còn về ether thì sao các bạn ethereum đó thì khác với btc một chút đó chính là chúng ta không thấy ether trở lại sàn mà vẫn từ 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 mất đi các bạn ngay cả sau khi chúng ta đã có cái kiện unstake ether trên mạng lưới beacon thì cũng không thấy nhiều ether unstake chờ bán các bạn cho nên giá cả không có sự thay đổi như là nhiều bạn nghĩ và chúng ta thấy được là Ethereum đó thì cái phần trăm staking vẫn tiếp tục tăng lên, nhất là tốc độ tăng lên gần đây đã nhanh hơn các bạn và hiện bây giờ đó chúng ta đã có 17.41% của Ether đã tham gia vào staking rồi và con số đó là bao nhiêu Ether thì chúng ta hãy được là quy ra Ethereum đó là chúng ta có khoảng 21.9 triệu Ether đang stake hiện tại một con số không hề nhỏ các bạn thêm vào đó chúng ta hãy được là cái số lượng Ether này đang stake chúng ta cũng có cái số lượng Ether bị đốt đi không hết các bạn nhất là trong vòng 30 ngày qua đó thì Ethereum đã trong tình trạng tiếp tục là giảm phát các bạn xuống 148%. Nói chi tiết hơn đó là trong vòng 30 ngày qua thì mỗi một phút các bạn mỗi một phút chúng ta có 468 68 Ether trung bình bị đốt đi mỗi một phút các bạn được là không những là không có Ether tiếp tục được tăng lên mà còn giảm đi nữa tại vì cái số lượng mà dùng để thưởng cho những cái người tham gia vào staking đó không nhiều bằng cái số lượng Ether bị đốt đi Tại vì mỗi giao dịch thì sẽ có một số Ether bị đốt đi Và các bạn thường là cái ứng dụng mà đốt nhiều Ether nhất Vẫn là Uniswap các bạn Uniswap và Uniswap version 2 Là hai ứng dụng mà đốt rất nhiều Ethereum trong vòng 30 ngày qua Sau đó chúng ta có uh, E-Transfer Rồi có Tether, Metamask Đây là những cái ứng dụng mà đốt rất nhiều Ethereum Và số lượng Ether hiện tại đó là 100 20 triệu 266 408 Ether Các bạn thấy được là con số này đó Trước đây có một số bạn hỏi thường là tại sao mà khi nhìn một con Gecko hay là nhìn uh, vào CoinMarketCap cap thì con số nó không giống nhau nhưng mà thùng mới nhìn mới đây họ đã chỉnh lại rồi các bạn bây giờ ở trên con get đó con số là 120 triệu ở trên CoinMarketCap market cap con số cũng là 120 triệu các bạn khi các bạn nhìn vào uh, giữa ultra sao money chỉ là các bạn nhìn vào CoinGecko, cái cái đó nhiều khi nó sẽ khác nhau một chút Tùy theo là cách tính, họ tính tới lốc số mấy Và nhiều khi chúng ta phải đợi một thời gian để họ tính toán cái số lượng Ether bị đốt đi Thì con số này mới điều chỉnh lại Chúng ta được lấy Ethereum là một trong những đồng Mà nhiều người cho là không có giá trị Cho dù mạng lưới của Ether được sử dụng nhiều Lý do là tại vì Ethereum nên là các bạn thường là không có max supply Nghĩa là không có con số ấn định Thì cứ vậy chúng ta sẽ càng ngày càng có nhiều Ether hơn Thì Ether sau này chẳng đáng giá gì Nhưng mà thật ra các bạn thấy được là Ethereum bây giờ không những là không làm phát mà còn giảm phát nữa rồi chúng ta cũng thấy được là không phải ai cũng là quan hệ bây giờ chúng ta tiếp tục có các quỹ đầu tư được thống kê bởi Coinshare đó thì đã năm tuần liên tục tiền đã rời khỏi những quỹ này rồi các bạn và đặc biệt hơn đó là chúng ta thấy được là tuần vừa rồi chúng ta có những quỹ ở Đức và ở Hoa Kỳ nhưng mà chúng ta cũng nhận được có những cái nhu cầu từ những quỹ đầu tư nhìn chúng ta được là thông tin ngày hôm nay đó thì có một cái quỹ hedge fund là BXB Capital đây là viết tắt của Block by Block Capital thì họ sẽ tung ra một quỹ đầu tư BTC vào khoảng tháng 7 này và cái quỹ này rất đặc biệt các bạn đây là một cái quỹ mà họ đã kêu gọi được là khoảng chừng 400 BTC và họ sẽ kêu gọi thêm nữa tới khoảng 1.000 BTC đây là một cái quỹ mà họ sẽ đầu tư BTC dùng BTC để mà trả lại và lợi nhuận cũng tính bằng BTC không tính bằng đồng đô la đây là một quỹ mà thường cảm thấy là lần đầu tiên làm chuyện này còn trước đây có nhiều quỹ đầu tư BTC nhưng mà họ quy ra đồng đô la đây là một quỹ mà tất cả tính theo giá trị BTC thì đây là một cái công ty mà theo đơn hiểu đó trước đây là một phần của Binance ở Korea nghĩa là ở Hàn Quốc họ là một trong những công ty mà trước đây đã có một cái đồng stablecoin được hỗ trợ bởi đồng won của Hàn Quốc rồi sau đó theo được hiểu là Binance đã thu mua lại rồi sau đó đã tạo thành một cái thương nghiệp hợp tác giữa hai bên ở Hàn Quốc nhưng mà sau này đó thì đã đóng cửa và bây giờ công ty này là tiếp tục tung ra một cái sản phẩm kế tiếp đó chính là quỹ đầu tư BDC như thường vừa chia sẻ với các bạn rồi, thường có một thông tin cho sàn Hotbit Đây là một sàn mà những bạn nào mà nếu đang sử dụng nên thì nên rút tiền nhanh chóng Tại vì họ đã thông báo là họ đã ngưng không hoạt động nữa bắt đầu từ ngày hôm nay Và các bạn phải rút hết tiền trước ngày 21 tháng 6 Thì có ba lý do tại sao mà họ muốn đóng cửa sàn này Họ nói đầu tiên hết á, là sàn Hotbit cũng gặp cái trường hợp là nhiều người đến để rút tiền Sau sự kiện của FTX dẫn đến nhiều người không còn cái lòng tin với lại những sàn tập trung nữa thêm vào đó đó là cùng sự thay đổi xu hướng của crypto những sàn tập trung đó thì ngày càng công kềnh và không có khả năng đáp ứng các xu hướng dài hạn cho nên họ quyết định là sẽ không tiếp tục nữa và thêm vào đó những cái quy định pháp lý ngày càng khó khăn hơn và sau khi đó đó họ nói là họ cũng gặp những cái cuộc tấn công mạng lặp lại dẫn đến nhiều tổn thất đáng kể thì có một số người bây giờ họ phàn nàn là họ không hiểu tiền trên sàn cho nên nếu như các bạn sử dụng sàn này thì nên rút trong thời gian ngắn nhất và chúng ta có thông tin cuối cùng đó là thông tin đến từ Gemini các bạn liên quan tới DCG đã lâu rồi chúng ta không nghe nói thông tin liên quan tới DCG thì theo sàn Gemini nói đó là công ty DCG là công ty mẹ của Genesis công ty Genesis đã thiếu sàn Gemini là thường nhớ là khoảng 900 triệu đô la tại vì các bạn đã nhớ là có sản phẩm ơn rồi sau đó Genesis đã khai bị phá sản DCG đứng ra nói là sẽ đảm bảo có số nợ này nhưng mà họ đã không có trả đúng thời hạn 630 triệu đô la cho Sandramina và Sandramina bây giờ họ nói là họ đang liên kết với lại những cái chủ nợ khác để xem coi là bước kế tiếp như thế nào. Chúng ta đã rất lâu rồi không nghe nói tới chủ của DCG là Beşir, các bạn Beşir là một trong những người mà cũng khá lớn tiếng trên Twitter trước đây nhưng mà hầu như là 6 tháng nay rất im lặng trên Twitter, các bạn. Sau khi mà có sự kiện của Genesis và DCG và đây là tất cả những thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital Thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay giảm phí dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinX, OKX, Binance và một số dịch vụ khác như các bạn nghe trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì nên dùng để mà dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Source Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short